Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn Ngữ Văn chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập nói và nghe, trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương. Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 6, tập 1, trang 104, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, các bạn và các em hãy lên YouTube search từ khóa chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông. Tại đây, chúng ta hãy nhấn vào nút đăng ký ở góc bên phải màn hình. Sau đó, chúng ta sẽ vào kênh. Tại đây, chúng ta sẽ nhấn vào trình danh sách phát để theo dõi được những video bài giảng của kênh. Trên kênh sẽ có rất nhiều các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta tham khảo. Sau đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Trong phần đọc, em đã được tiếp xúc với những tác phẩm thơ, tác phẩm văn thể hiện tình yêu, sự gắn bó với quê hương, lòng tự hào về cảnh sắc, truyền thống văn hóa của nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Chắc hẳn, trong lòng em cũng đã nảy nở những suy nghĩ, cảm xúc mới mẻ về sự gắn kết của mỗi người với chính quê hương mình, đúng không nào? Vậy thì em hãy trình bày suy nghĩ ấy bằng cách hôm nay cô sẽ giúp đỡ các em đi tìm hiểu tiến trình, trình bày suy nghĩ của mình về tình cảm của con người với quê hương đất nước nhé. Các em hãy theo dõi vào tiêu chí đánh giá của cô ở trong phần nói này. Xem là mình cần phải đáp ứng những tiêu chí như thế nào và bằng cách như thế nào là chúng ta sẽ đạt được mức độ tốt cũng như là tránh ra mức độ mà chúng ta chưa đạt, đúng không nào? Phần trước khi nói, cô gợi ý như sau là chúng ta cần chuẩn bị nội dung nói, viết ra giấy các ý chính của bài nói. Gợi ý là em hãy tìm một câu thể hiện khái quát suy nghĩ của em về tình cảm gắn bó của con người với quê hương. Cô ví dụ như là câu, quê hương là nơi thân thuộc nhất với mỗi con người. Để mở rộng thêm ý này bằng cách nêu dẫn chứng lấy từ các bài em đã học, những thông tin em biết hoặc là những trải nghiệm của chính em. Chẳng hạn như là những vật dụng gia đình này, cảnh làng quê có lũy tre được gợi ra từ văn bản cây tre Việt Nam, hoặc là hình ảnh của quả thị, của cụ Tấm được nhắc đến trong bài Chuyện cổ nước mình, những món ăn dân dã, hình ảnh người lao động và tình cảm thương nhớ quê nhà của một người con xa quê, trong khi bài viết tham khảo nét đẹp của bài ca dao Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương sẽ là gợi ý cho em trong quá trình chuẩn bị nội dung bài nói này. Bước thứ hai mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là chuẩn bị tranh hoặc là bài hát về quê hương để minh họa cho bài trình bày của mình nếu có nhé. Ở trong phần này, mục đích nói của em đó chính là trình bày với người nghe suy nghĩ của em về tình cảm của con người với quê hương và người nghe thì có thái độ là thầy cô, bạn bè, người thân và những người quan tâm đến vấn đề mà em nói. Bước số 2, chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập nói các em nhé. Khi trình bày bài nói thì em cần bám sát vào mục đích nói để nói lên suy nghĩ của em về tình cảm gắn bó của con người với quê hương nói chung, có thể liên hệ với tình cảm của em với quê hương mình. Để nội dung trình bày được tập trung, không bỏ sót những ý quan trọng, thỉnh thoảng em có thể lướt qua các ý mà em đã được ghi ra giấy chẳng hạn. Tiếp đến là để nội dung nói của em được tốt đẹp hoặc là có thể logic thì em cần kết hợp trình bày với ý kiến sử dụng với tranh ảnh hoặc là bài hát để tăng sức hấp dẫn cho bài nói của mình. Có thể thu hút sự chú ý của người nghe bằng cách đặt câu hỏi gợi mở về tình cảm của mỗi người đối với quê hương. Trong khi nói thì em có thể kết hợp ngâm thơ hoặc là hát 1 đến 2 đoạn về quê hương để cho bài nói của em có phần sinh động và ấn tượng hơn, đúng không nào? Và tuy nhiên thì em cần tránh lạm dụng những cái phương tiện hỗ trợ để không làm loãng nội dung bài nói của mình nhé. Em có thể luyện tập nói trước gương một mình hoặc là nói trước nhóm các bạn để cho các bạn nhận xét cho em để em hoàn thiện được bài nói của mình hơn. Yêu cầu của bài nói này đó chính là em cần nói đúng mục đích. Nội dung nói cần có mở đầu, kết thúc hợp lý, nói to, rõ ràng và truyền cảm. Và trong khi quá trình mà chúng ta thuyết trình, nói thì điệu bộ, cử chỉ nét mặt và ánh mắt cần phải kết hợp với nhau nhuần nhuyễn để tạo nên sự phù hợp.
Sau khi nói thì em cần trao đổi một số gợi ý như sau. Về phía người nghe thì người nghe cần bày tỏ sự đồng cảm với suy nghĩ, cảm xúc của người nói khi trình bày, và người nói thì cần lắng nghe và phản hồi những chia sẻ của người nghe một cách tích cực. Người nghe thì có thể nêu câu hỏi về những điểm còn chưa rõ hay là có cái sự khác biệt trong suy nghĩ giữa người nói và người nghe về tình cảm gắn bó của con người với quê hương. Thì người nói cần phải giải thích những điều mà người nghe cần làm rõ, trao đổi là những ý kiến khác biệt. Người nghe có nhiệm vụ đó chính là góp ý về cách trình bày, ngữ điệu hay là diễn đạt. Sự tương tác với người nghe thì người nói thì cần phải cảm ơn và tiếp thu một cách xác đáng, có tinh thần, lắng nghe và chia sẻ các em ạ. Và sau đó chúng ta sẽ nhận xét hoạt động nói bằng phiếu mà cô đã đưa ra. Tiêu chí đầu tiên là nếu mà người nói chọn được nội dung hay có ý nghĩa mà trình bày rất hay và ấn tượng thì đây đã đạt được mức độ tốt rồi. Còn về nội dung trình bày phong phú và hấp dẫn, nếu mà chưa đạt thì nội dung của em còn sơ sài, chưa có luận điểm để người nghe hiểu rõ ý kiến của mình. Và ở mức độ đạt thì em đã có đủ luận điểm để hiểu người nghe, hiểu được ý kiến. Nếu mà tốt thì nội dung ý kiến của em đã trình bày rất là phong phú và hấp dẫn. Còn về phần nói, em cần nói to, rõ ràng và truyền cảm. Khi mà mình chưa đạt thì mình đang còn nói nhỏ, nói khó nghe và nói lắp, đúng không nào các em? Và ở mức độ đạt thì em nói to nhưng đôi chỗ còn lặp hoặc là ngập ngừng một vài câu. Mức độ tốt trong phần nói này đó chính là em nói to này, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc là không ngập ngừng cả. Tiêu chí thứ tư là em sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp. Trong bài nói của em, dùng điệu bộ thiếu tự tin, ánh mắt chưa nhìn vào người nghe, hoặc là nét mặt chưa biểu cảm hoặc là biểu cảm không phù hợp, thì ở đây các em đã đạt, chưa đạt rồi. Mức độ đạt là điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung của câu chuyện. Mức độ tốt em đạt được đó chính là điệu bộ của em rất là tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt thì sinh động. Còn tiêu chí cuối cùng mà em cần phải đạt được đó chính là phải có mở đầu và kết thúc hợp lý của bài nói của mình. Không có sự chào hỏi, không có lời kết thúc bài nói thì mức độ của em trong bài nói này là chưa đạt. Còn nếu có chào hỏi và có kết thúc bài nói thì là mức độ đạt. Còn tốt hơn nữa là hãy chào hỏi và kết thúc bài nói một cách hợp lý và hấp dẫn, đúng không nào? Các bạn có thể chú ý một bài thơ Đừng bỏ quê hương của tác giả Kim Quang. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, đúng không nào các em? Thế thì hôm nay cô sẽ gợi ý cho các em cách nói mà mình trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương nhé. Xin chào cô và các bạn. Sau đây tôi xin trình bày cảm xúc của mình về tình cảm con người đối với quê hương dân tộc Việt Nam ta. Quê hương chính là nơi chôn giấu các rốn của ta, là nơi cho ta cội nguồn, gốc rễ bền chặt. Từ ngày xưa, tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng, là nguồn mạch quán thông kim cổ Đông Tây, là nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn trí óc, ta gắn với truyền thống tự hào, tinh thần tự tôn của dân tộc. Chúng ta dễ dàng bắt gặp sự gắn bó của con người với quê hương như khoảnh khắc quây quần bên gia đình. Những con người, người cháu xa quê luôn ngóng chờ ngày quay về thăm gia đình, họ hàng. Họ luôn nhớ về những món ăn ông nấu mang đậm đặc sản của quê nhà, hay là những trưa hè oi bức ngồi nghe các câu chuyện dưới gốc đa sân đình. Dù có đi thật xa, trải qua nhiều khung cảnh tươi đẹp, thì chúng ta không bao giờ quên được cánh đồng lúa chín bát ngát, vàng rực một vùng, những lũy tre xanh mướt, từng khóm to mọc đầu làng đã trở thành dấu hiệu nhận biết khi trở về quê nhà. Ý nghĩa của tình yêu quê hương đối với mọi người là rất to lớn. Nó giúp con người sống tốt hơn, lạc quan hơn, yêu thương hơn những con người, những cảnh vật xung quanh mình. Đó là động lực giúp con người luôn có ý thức phấn đấu hoàn thiện bản thân. Chúng ta sẽ học tập, rèn luyện bản thân để phát triển và từ đó tạo ra động lực, đóng góp cho quê hương, đất nước. Từng hành động tốt đẹp nhỏ đều góp phần khiến cho vùng quê, vùng đất yêu thương của chúng ta trở nên lành mạnh hơn. Trên đây là phần trình bày của em về tình cảm của con người với quê hương, đất nước. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Em xin lắng nghe những ý kiến, những đóng góp của cô và các bạn để cho phần nói của em được hoàn thiện hơn ạ. Như vậy là em đã lắng nghe cô trình bày thử bài nói của mình về suy nghĩ tình cảm của con người với quê hương. Cô cùng các em đã cùng nhau đi tìm hiểu quy trình nói,
Trình bày suy nghĩ của mình về tình cảm của con người với quê hương trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 trang 104 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thấy video này hay và hấp dẫn, hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem được những video bài giảng tiếp theo. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo nhé!